Ừ. Sắc mà sắc mé xuống hết tiếng luôn. Hai cá lóc bự đó, vô biển nữa, trời ơi đủ loại trơn luôn. Cá chê nữa, vô phi luôn, cá vô quá trời luôn. Thích nhất là cá bóng này, trời trời nó phi hết nè. Nó phi ra luôn, nó ngon. Đẩy cái thùng xích vô cho mẹ. Ngon.
cua quá trời hết. Mình có cá lóc nè, nghe được 3-4 con cá lóc, đặc biệt là có cá bóng nha cả nhà. Ôi ôi, được 2 con cá bóng này quá trời ngon luôn. Nó phì cái đầu nó ra nè, mẹ né né cái bóng của mẹ ra nè, cái bóng của mẹ nó đây, con cá bóng này rất là bự luôn rồi đó, dưới đây nè, đâu kiếm đặc biệt nữa con này nữa nè. Em cá chê gì mà đang thì lợi gì luôn, cá chê quá trời luôn, cá chê hơi nó mỏi luôn mà khi chê like đó nha, mới biết luôn, mới thấy luôn. Này trên sông, trên sông nó có mỏi gì. Mình nói cho nhà kết thúc video ở đây nha cả nhà, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương nha. Cả nhà hãy nhấn một like và nhấn đăng ký kênh để